có một bạn hỏi là anh ơi em chẳng cần phải làm thế nào, thì các bạn cứ thế này nè, nếu bạn đang là một người dư kg rất là nhiều, nghĩa là nếu mà nhìn vào bằng mắt, nhìn bạn dư kg ở Việt Nam mà gọi là mập á, nhìn tròn to, thì lúc đó thì tầm khoảng cỡ 30 ngày mà cái lưu ăn của bạn không giảm được nữa thì lúc đó mới gọi là chấn căng, 30-40 ngày luôn nha. Còn nếu mà các bạn đang có body mà nhìn vô mà nó không có dư kg, bạn hơi hơi đầy một chút hoặc là bạn hơi mỡ một chút thôi, mặc đồ vô vẫn cân đối, thì lúc đó đừng quan tâm tới kg nữa mà hãy quan tâm tới sự thay đổi cơ mỡ của mình. Có thể là bạn sẽ tăng 1-2 kg luôn mà người bạn vẫn gọn lại là chuyện bình thường. Rồi, vậy nếu mà bạn đang dư kg nhiều mà bạn bị chấn căng thì các bạn phải làm cái gì? Thì các bạn phải tìm được nguyên nhân. À, đầu tiên này là các bạn xem thử là các bạn ăn còn nhiều hay không, các bạn có thể tiếp tục cắt giảm calo hay không. À, nếu mà các bạn ăn thấy ít rồi, các bạn đói bụng quá thì các bạn không nên cắt giảm thêm calo nữa. Rồi cái thứ hai là các bạn xem thử là các bạn có tập tốt chưa. À, nếu mà các bạn tập tốt rồi thì thôi, còn nếu các bạn tập chưa ok lắm thì các bạn nên tăng cái việc tập lên, và cơ bản thì các bạn nên thay đổi phương pháp tập. À, đầu tiên về tạ thì các bạn thay đổi phương pháp tập, và các bạn nên tập thêm cardio trong buổi tập và ngoài buổi tập của bạn nữa. Rồi cái thứ ba là bạn bị stress hay không. À, nếu bạn bị stress thì bạn phải tìm được nguyên nhân và bạn phải khắc phục nó. Thì bạn làm trong những cái đó tất cả, xem thử là mình bị cái gì và mình thay đổi, thì lúc đó mình sẽ khắc phục được chấn căng nha.